Lâm Phương thì mình có rất nhiều Hương Lan hát về ông, những cái bài hát của ông. Mình muốn nói sơ qua để nhắc về nhạc sĩ Lâm Phương. Ông đã rời quê hương hơn 40 năm, từ năm 75. Mà bao nhiêu năm, mấy mươi năm qua không có đặt chân về. Nhưng năm vừa rồi là gia đình đã đem hài cốt ông về tới Việt Nam. Năm vừa rồi tháng 12. Thì tất cả thì lúc đó Hương Lan cũng có mặt ở trong Việt Nam và Hương Lan cũng đã hát. Hương Lan cũng đã làm một cái chương trình trong đêm hát của Hương Lan. Có rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương để được đón rước ông trở về quê hương. Thì ông đã trở được về quê hương chính thức là tháng 12 của năm vừa rồi. Một lần nữa để tưởng nhớ tới nhạc sĩ Lâm Phương. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ bài hát kế tiếp thì cũng là một bài hát mà được quý vị yêu mến, cũng là dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn. Mời quý vị cùng nghe Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Phải không quý vị? Đây là biết nhá. Giọng cổ không có đờn mà mốt nói ông bầu lần sau lên đây hát phải mướn thêm người giọng cổ nữa, người đàn. Phải có một người đàn giọng cổ chứ còn nếu mình hát không khơi khơi cái giọng cổ nó không có mùi nguy. Hát chay hả? Xuống câu giọng cổ được không? À để Hương Lan xuống câu giọng cổ tặng cho quý vị đây. Để cho mình coi như mình câu khách đi. Rồi lần sau nó có dàn đờn đàng hoàng Hương Lan sẽ hát đầy đủ. Mình cải lương của Việt Nam. Đó là ông Cao Văn Lầu. Thì mình phải nói tới bài Dạ Cổ Hoài Lan. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Dạ Cổ Hoài Lan của cụ Cao Văn Lầu. Hương Lan sẽ trình diễn bây giờ. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn vũ đoàn. Cảm ơn các em. Không phải các em mà các con. Xin chân thành cảm ơn quý vị và mong rằng sẽ gặp lại quý vị vào một ngày gần đây. Chúc quý vị một ngày vui. Xin cảm ơn quý vị. Sướng không quý vị? Đa dạng không? Tới phiên em múa cho quý vị coi ha. Bỏ à? Bỏ đi. Cái gì vậy? Ôi trời, cái ghê vậy. Ít nhất cũng anh định em chút để em làm chương trình tiếp chứ. Chơi vậy chơi dế chơi vậy. Dạ. Không chơi với em được hả? Chơi được không? Cái vợ này chứ. Bớ đi vậy. À chơi. Em nghĩ tới đó đó. Chị nghĩ tới đó, em nghĩ tới đó đó. Nói thiệt nha quý vị, quý vị nào em cứ lặp lại, em biết sẽ cười nhưng mà thực sự ra nha, quý vị nào chưa có đăng nhập, quý vị nhớ đăng nhập, tại vì chương trình Sòng Bài đang chuẩn bị lên chương trình kế tiếp, và vỗ lớn lên. Vì sao quý vị muốn ca sĩ đâu về ạ? À? Dạ, không cần, em nghe mà. Ai à, Hương Lan nữa hả? Ai? Lệ Quyên hả? Nhỏ mặt lắm. Ai hả? Ai? Thiên Kim hả? Thiệt không? Ý Lan. Hương Lan rồi. Ý Lan hả? Ý Lan hát rồi. Nữa. Ai à? Linh đây chân này hả? À, Linh đây chân dài, chân bả kẹo này ngắn lại rồi. Ai ạ? À? Giao Linh hả? À? Nguyễn Hồng Dung về rồi anh. Giao Linh. Nguyễn Hồng Dung về rồi. Kỳ sau mời ban nhạc về đánh thôi. Quang Lê hả? Ai? Ừ trốn sồ lắm à. Hả? Giao Linh rồi. Em lên chương trình chưa Giao Linh? Ai? Ngạn ông MC mà kêu ông về làm gì trời. Đàm Vĩnh Hưng hả? Em không có muốn biểu tình vậy. Không có chơi dại vậy đâu. Dài không à. Ai ạ? Quang Hà đứa nào vậy?
Quang Hà để xong bài khác nó làm. Anh chơi hàng hải ngoại không à? Dạ. Mai Thiên Vân hả? Ủa vậy rồi mà tội. Kỳ rồi cả đám ca cả lương trên đây chưa chịu được. Hương Thủy hả? Ủa chị Giao Linh mà còn Hương Thủy vậy? Cái show đó show ngủ hả? Chị có tưởng tượng em cho người ca 4 bài mà chơi toàn là bolero không? Hương Thủy thì Giao Linh, chị hỏi chị này xỉn tuần sầm ai thắng em kêu. Bây giờ mình trở về chương trình quý vị ơi. Nói chơi chứ thật sự em đã lên chương trình rồi, em biết em kêu ai rồi nha. Mà nịnh em chút đi, em làm xinh xớm chút xíu. Quý vị thấy hôm nay băng nhạc mình chơi hay không ạ? Quá hay. Tuyệt vời không ạ? Yeah. Vỗ tay lớn rồi quý vị. Mấy ổng hứng quá ngồi em khỏi mình trả tiền luôn. Kính thưa quý vị, em giới thiệu nha. Có cần chơi giới thiệu không? Khỏi luôn. Khỏi luôn, quý vị. Trưởng băng nhạc lead guitar Thịnh Nguyễn. Anh này có 10 ngón tay vàng, đàn, chơi đàn cổ tay phải, lật qua tay trái, không đổi dây, vẫn chơi được. Là anh Thịnh, chỉ có một, không có hai, thằng thứ hai em giết chết rồi. Ở đằng sau là Lolina Lo, người Hoa, không phải người Trung Quốc, người Hồng Kông. Không biết tiếng Việt, nhưng mà chơi nhạc bolero giỏi hơn nhiều người nhạc sĩ Việt Nam. Cái anh đằng sau á, anh đằng sau biệt danh của ảnh là ba cây, hai cái cây dùi, một cái cây đạp ở dưới. Anh Quốc Phạm, đệ tử của anh Quốc Phạm là anh Đài Phạm, anh Bess là em của anh Quốc Phạm. Anh Đài đằng sau anh Đài, ông này là ghê gớm lắm. Không muốn giới thiệu nhiều quá không đọc em. Anh Vũ, Vũ Nguyễn. Và kính thưa quý vị, những cái ò e đó là anh Hoài. Ổng chơi saxophone, ổng chơi keyboard, ổng chơi guitar, ổng chơi drum. Cái vụ kia có chơi không? Vũ dây. Thôi vậy chúng ta trở về chương trình nha quý vị. Chứ bà là giỡn, nãy giờ không biết nó nọc cái tiếp luôn. À kính thưa quý vị, anh nhớ rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta tới chương trình rất là đặc biệt. Gì mà đang nguyên sớm vậy? Trả tiền người đó cao lắm, phải đứng ở cuối cùng. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho đời sau của cố nghệ sĩ Thanh Nga và chú Âu Quốc. Kính thưa quý vị, Hồng Loan và Gia Bảo.